hít hơi lấy hơi. Rồi, vô. Ở hồng, hồng ơi, hồng ơi, bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về. Mãi mãi trong tim mối tình hồng nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy, đến khi thăng trần anh về thăm em. Con Hồng là con nào vậy? Chàng trai đã chờ đợi khá lâu, còn cô gái là ai để chúng ta bắt đầu chuyện mai mối ngày hôm nay? Đợi các từ một chút xíu quý vị nha. Rồi, mời em gái. Rồi, ngồi xuống đi cưng. Mở mặt nạ đi hai bạn ơi. Rồi, đẹp gái, đẹp trai luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi ha. Hãy chia sẻ những thông tin cá nhân của mình. Mời em trai trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Chào những anh chị có mặt trong trường quay. To rõ là tôi phải rồi đó. Em đến từ Tiền Giang, tên của em là Thái Hoàng Thắng. Wow, trời, hàm răng trắng muốt đều, dễ sợ, đẹp ghê luôn. Rồi, năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang kinh doanh bên ngành xây dựng, nước sơn, nước, gạch men, trang trí nội thất. Ở đâu? Dạ, ở Mỹ Tho, Tiền Giang chị. Là ở sống với Mỹ Tho, Tiền Giang luôn? Dạ. Hôm nay lên đây ghi hình thôi? Dạ. Wow, hôm nay đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với chị hai, với hai bạn đồng nghiệp, với một chị bà con. Wow, cả nhà đi lên trên đây luôn ha, ủng hộ ghi hình ha. Dạ. Dễ thương quá. Rồi, em gái sao nè? Chào chị Tường, chào anh kế bên. Em tên là Vương Cẩm Giang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện là công tác ở công ty Vuon Logistics Việt Nam. Là làm dễ gì vậy em? Em làm nhân viên kế toán. À, rồi. Dạ. À, em đang sống ở Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Làm việc ở Bình Dương luôn? Dạ. À, không, quê em ở An Giang, nhưng mà em sống ở Bình Dương. Còn người Bình Dương và người sống Tiền Giang mà, phải không? Dạ. Tiền Giang là lên thành phố khoảng 70 cây đúng không? Rồi 70 cây xuống Bình Dương thêm nhiêu cây nữa? Từ đây Bình Dương nhiêu cây? 20? 30? 30 nữa là 100 cây trọ, 100 cây chẳng. 100 cây đi mấy tiếng? 100 cây đi khoảng 2 tiếng. 2 tiếng, bao lâu hẹn hò được với nhau một lần? Có ngại yêu xa không? Nếu mà yêu thì chắc đến được chị. Một tuần gặp một lần. Tuần gặp một lần. Ủa rồi đi làm là đi làm giờ giấc sao? Dạ em làm thì thời gian cũng thoải mái à. Thoải mái. Được. Làm giờ hành chính hay là gì? Dạ em cũng làm giờ hành chính. Vậy là thứ bảy chủ nhật nghỉ? Thứ bảy chủ nhật không nghỉ, làm. Vậy đi lên thành phố chơi đi ngày nào? Sắp xếp nghỉ chị. Là làm ở nhà không có thời gian nghỉ. À làm cho ở nhà không có thời gian nghỉ. Dạ. À cụ thể là làm sao? Em bán gạch men, đồ trang trí nội thất. Dạ. Ở nhà mình kinh doanh tự bán ở nhà, thích dạ, đi thôi đúng không? Dạ. Ở nhà có người phụ không hay là đi đóng cửa? Dạ có người phụ. Rồi cũng được, đang ở nhà chung với ai? Ở nhà với mẹ. Ở nhà với có mẹ. Hai mẹ con. Ở Tiền Giang có nhà cửa gì chưa? Dạ ở nhà Tiền Giang có nhà riêng. Có nhà riêng, dạ. Nhà của mẹ hay nhà của em? Nhà của em. Sao tự nhiên không ở Kiên Giang mà lên Tiền Giang? Tại cuộc sống mà như hồi đó giờ nhỏ lớn em đi làm á. Rồi không có ở dưới quê không có làm được những công việc nó mình làm. Mình lên đây lập nghiệp làm giờ làm ở Tiền Giang thì ở Tiền Giang. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui tính. Thích giao lưu ở bên ngoài nhiều hơn. Điểm yếu của em là nóng tính, nhưng mù đường. Em đi đâu là em lên đây thì em đi lên Sài Gòn thì em phải Google search bản đồ em mới biết được là nơi đó đi cần đến. Với lại em không có nấu ăn. Ở nhà chỉ gia đình là mẹ em nấu, em chỉ phụ lặt vặt thôi. Ủa vậy rồi ở một mình ở dưới Bình Dương rồi ăn đâu? Công ty mới đầu thì công ty có người giúp việc đó, thuê ăn 2 buổi. Ăn cùng sếp luôn. Dạ. Rồi sau ngày em thứ bảy chủ nhật thì em sẽ mua cái gì đó về nấu, không hơi là qua đo thôi. Chỉ thì cũng nấu. Biết nấu đó, cũng biết nấu kìa. Nấu nhưng mà ăn không có được, em chỉ tự em ăn thôi. Em nấu em ăn mà em còn thấy không được nữa hả? Chà cũng khó rồi nha. Biết nấu ăn gì không cưng? Dạ cũng biết. Chà. Nhưng mà này thời gian dài ít có nấu thôi chứ hồi trước thì cũng có nấu được. Vậy hả? Thỉnh thoảng ở nhà thì cũng tự nấu ăn mình. À hả? Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích giao lưu với những người lạ và thích kinh doanh. Dạ. Em thì không hút thuốc, rượu thì không uống, bia thì đám tiệc lâu lâu thì em có uống, nhưng mà ít khi nào em nhậu say lắm. Đó, nhìn hàm răng ông này là biết không có hút thuốc rồi. Chứ thường mấy quý ông mà dưới quê nữa mà hút thuốc là răng nó răng khe ha.
Rồi vậy cũng được. Ê, nhưng mà dưới quê ai cũng miền Tây hết đúng không? Chắc chắn phải biết hát giọng cổ, làm câu giọng cổ nghe chơi cho nó vui nè. Đúng không? Ai cũng miền Tây mà. Vô đi em. Đúng quá. Hít hơi, lấy hơi. Rồi, vô. Hồng giờ này nơi đâu có thấu cho anh, có hiểu cho lòng bao ngày chờ mong. Nhớ Hồng, Hồng ơi, Hồng ơi, bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về. Mãi mãi trong tim mối tình hồng, nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy. Đến khi thăng trần anh về thăm em. Con Hồng là con nào vậy? Hồng trong bài ca vậy, tại em ca ơi. Trời, ta phải hỏi tên bạn gái tên gì người ta thế tên vô. Hồng là nhỏ nào? Hên cho em bữa nay bạn gái mặc áo màu hồng hồng nha. Coi như Hồng là kêu tên bên đây đi, cũng trùng hợp. Sao em nghe giọng cải lương của anh thấy sao? Hay, cũng hát hay, ấm. Tới phiên em, trả lại một bài, một đoạn. Em ca bài Anh Muốn Em Sống Sao. Ờ, đó, Hồng kêu tên nhỏ nào, Anh Muốn Em Sống Sao. Mời em. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hưởng không như bao người. Phải thương nơi xuống đây, để anh vội đến và rồi vội đi. Phải chỉ em thấu hiểu, giờ em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, vì em không muốn anh phải sống sao. Đó, anh muốn em phải sống sao. Mai mốt hát đổi tên nha. Nha, đừng Hồng nữa nha. Bạn gái tên gì nhớ không? Rồi, nhan hầm răng luôn. Em giới thiệu tên lớn lên cho anh nghe lại cho em. Em tên là Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Bây giờ hát lại câu đầu, thế tên Vương vô, bài hát coi nó vô không nè. Cẩm Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan quá. Có cố gắng. Thôi được rồi, vậy là vui rồi, có cố gắng rồi. Ok, bây giờ nói về chuyện tình yêu nè. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em hả? Là không có mối tình nào, chỉ có là yêu đơn phương thôi. Trời đất ơi. Có bạn người bạn thích em nhưng mà em không có thích người đó. Giống như theo tình chạy tình là tình mình thôi. Mà xưa giờ mấy chục năm không chưa có một mối tình nào mà hai người yêu nhau hết trơn hả? Chỉ dài tìm hiểu cũng khoảng 2-3 tháng thôi là em thấy cảm thấy không được là em tự rút lui. Vậy là chưa có mối tình nào sâu đậm hết? Dạ đúng rồi. Chưa thề non hẹn biển gì với ai hết? Em cũng đang còn một cái vấn đề là với cái anh đó nhỏ hơn em 1 tuổi. Đang cũng là đi biển ở Đài Loan, nhưng mà có nhiều khi nhắn tin qua lại thôi, chỉ là nhắn tin trên tình yêu trên mạng thôi, nhưng mà thật chất là không có tiếp xúc một lần. Nhưng mà em thấy không ổn, nhưng mà bạn đó cũng vẫn thương em, nhưng mà nhắn tin cũng giống như hỏi thăm bình thường thôi. Bây giờ còn nhắn không? Có, từ khi nào mà ảnh về Việt Nam thì ảnh mới nhắn thôi. Bây giờ còn vẫn còn liên lạc, sao lên đây làm chi? Không phải là chỉ là anh đó chỉ cảm thấy em thôi, nhưng mà em cũng đâu có ràng buộc gì anh ấy cũng đâu ràng buộc gì em đâu. Nhưng có bạn trai vô thôi, tập trung chuyên môn nha. Dạ. Có bạn trai thôi, cắt bỏ mấy cái vụ đi sống đi biển đó đi nha. Dạ. Không có cái chàng trai nào mà đi ra biển mất sống đâu nha em. Tại anh muốn mất chứ không có cái sống nào mất hết nha. Tỉnh táo lên, chị bị gạt hoài hả? Chị biết. Còn em? Em thì trải qua 2 mối tình thật sự. Thì hồi trước cũng có quen, hồi năm 2009, 2010 thì cũng có quen một mối tình cũng được 2 năm đó. Do em đi làm xa, em nước ngoài em làm thì ở đây người ta có chồng. Trời. Dạ, thì em về thì em có quen một người thì... Ủa em có đi nước ngoài nữa hả? Dạ. Đi nước nào? Dạ em đi 2-3 nước lận. Trời ơi, Nhật, Nghe, Hàn Quốc. Đi làm gì đi dữ vậy? Dạ em đi làm. Làm gì? Hồi đó còn ở Sài Gòn thì bạn bè rủ đi vậy. Kiểu đi hợp tác lao động á hả? Cũng không phải hợp tác, tự đi á, dạng như công ty người ta mở ở đây á, cái người giám đốc ở Việt Nam á. Ừ. Cái người ta hỏi mình đi làm thì người ta đưa mình đi vậy đó. Rồi có biết nói tiếng nước ngoài không? Hồi đó thì biết nói ít đỉnh à, nhưng mà giờ về đây rồi không có tiếp xúc nó không được. Mà hồi đó đi nói tiếng gì? Hồi đó nói... Đi nước nào nói tiếng nước đó? Tiếng Nga nhưng mà nói vài tiếng à. Tiếng Nga? Giờ nhớ chữ nào tiếng Nga không?
Nhớ cái vú mà gala xua gì á, rồi đa gì đó. Đa là đồng ý, còn xua là không cho. Thôi xin xin bảo vệ đi ra cổng. Nó hô đa thì đi, mà nó hô xua xua là đi vô. Đã hiểu như đó thôi. Hồi em có bấm nút không? Đa đa là bấm, mà xua xua là không bấm nha cưng. Nhớ nha, tiếng nhà đó. Rồi mối tình ở đây, rồi về lại. Vậy đây thì quen lại được khoảng 6 tháng. Quen lại người đó nữa? Không, quen người khác vậy. À, quen người đó có chồng mất, mất liên lạc luôn. Tại hồi đó không có Zalo, Facebook vậy. Rồi, yeah. Quen được 6 tháng, sao chia tay? Tại thấy không hợp rồi thôi, không quen nữa. Không hợp là không hợp chỗ nào? Thấy hai người cũng tìm hiểu gì đó mà thấy... Tìm hoài mà không hiểu. Dạ. Yeah. Mà tới 6 tháng là cũng dài á. Dạ. Yeah. Chị mà không hiểu 1 tháng 2 tháng là lên đường rồi đâu, mà tới 6 tháng mà không hiểu. Có sâu nặng chưa? Có sâu đậm gì chưa? Cũng chưa chị. Cũng chưa. Dạ. Chưa mà ăn được gì hết trơn trời. Phải không? Trời ơi, hai người đáng thương quá, gì đâu mà tuổi trẻ thanh xuân trôi qua có một mình vậy. Rồi bây giờ muốn kiếm người bạn gái hay sao nè? Kiếm người bạn gái thì biết chăm lo gia đình, chung thủy. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao thì em không quan trọng lắm, 1m mấy cũng được, không quan trọng. Ừ. Mà đừng có mập quá được rồi. Rồi, chuẩn rồi đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cao trên em 1m65. 66. 66, trời ơi, dư được một phân. Dư ít đỉnh à, tiếp. Em cũng không quan trọng về ngoại hình, nhưng mà vấn đề là người đó biết lo, chăm lo cho em, biết chung thủy, chia sẻ. Nếu mà sau này có tiến tới thì hai người phải giống như là chia sẻ những công việc với nhau, chứ không phải là bắt mình nên em làm hết. Mình nên em sao được, em có biết nấu ăn đâu, phải phụ em chứ. Gọi gì nữa? Giống như là nếu mà sau này hai người quen nhau thì nếu mà một tuần anh ló lên một lần thì thấy tình cảm thấy xa quá. Xa gì, còn đỡ hơn cái ông đi biển. Ở đây dù sao người ta cũng người thật việc thật. Ở đây một tuần ta lên ta thăm em lần mà em còn la xa. Vì mà em quen với nhỏ đi biển. Ta làm chủ, bất cứ lúc nào em cần có gì quan trọng em gọi người ta 2 tiếng. Nói thì thích thì một tuần thôi. Nhiều khi đến thích rồi thì có khi một tuần đến 2-3 lần. Cấp đó không cho lên nữa luôn á. Cái sống người ta không bao giờ mất. Còn cái kia là mất sống hoài. Ở đây em không gặp nhiều là do công việc. Ai làm ăn mà em gọi không, bất lúc nào cũng có sống nè. Gọi FaceTime, gọi cái gì cũng được hết trơn. Gọi thấy mặt nhau mỗi ngày công việc, đúng không? Rồi mình rút ngắn thời gian yêu nhau đi. Thật ra đi là không phải là mệt mỏi gì. Nhiều khi sức khỏe đường xa rồi nó xe cộ nguy hiểm. Em thương bạn trai em cũng đâu muốn hành xác nó đâu. Ví dụ thời gian đầu tuần gặp 2-3 lần. Rồi từ từ gặp lần rồi mình, thay vì mình quen nhau 1 năm, bây giờ mình ráng tìm hiểu cho kỹ đi. Một lần lên ở lại lâu lâu á, tạo điều kiện cho người ta qua nhà ở, rồi người ta tìm hiểu cho nó lẹ. 3 tháng, 6 tháng cưới xong rồi được khỏe ở chung một nhà. Dạ. Nó vẫn thực tế hơn cái bạn đi biển. Bình tĩnh lại đi. Đúng không em? Dạ. Giờ em có ngại làm dâu không? Em không. Rồi. Ví dụ ok, quen nhau 6 tháng rồi rước về ở chung với mẹ luôn. Hai chồng kinh doanh buôn bán, phát triển chỗ buôn bán nó ra. Còn em không thích thì em vẫn đi tới đó rồi vẫn xin đi làm công ty. Về nhà hai chồng chăm sóc nhau. Hợp lý không? Dạ. Có nhà riêng rồi đâu có lo gì nữa. Con gái người ta nói là cây khôn biết chọn cành mà đậu. Chị thấy cành này được rồi đó. Đúng không? Dạ. Đậu đưa cái hình em coi coi. Chọn đi. Đó, có mấy cô chậm đó, chọn một cô. Chị mượn tấm kia em đi. Trời ơi, đòi hỏi nữa. Trời, cái hình này ổng là ai vậy trời? Chọn đi. Hình này chụp mấy năm rồi cưng? Trời, 2008 á chị. Cái gì ông đưa hình 12 năm em trước? Em gấp quá, em không có chụp được. Hôm em lưu về máy rồi, nhưng mà em không gửi kịp. Ủa, cái hình này 12 năm trước? Dạ. Khúc này đang ở nước nào? Khúc đó ở Sài Gòn. Trời đất cơ. Hình 12 năm trước em à? Thôi đâu. Trời ơi, thôi em cứ chọn theo cái cảm xúc của em đi. Em thích thằng nhỏ nào trong mấy thằng nhỏ đó? Vừa phải thôi nha ông. Tấm hình này chắc cũng lâu lắm chị ơi. Hình em chụp hồi năm nào vậy em? Em hả? Năm 2019 em làm với công ty. 2019 mới năm ngoái à. 2008. Đâu? Cổ đâu? Một trong hai người này. Chọn một không lại đòi hai. Này chị. Ai? Chốt hạ, cầm tấm hình đó đi. Đợi, mở cửa ra tụi coi. Được chưa, được chưa? Anh nào? Áo vàng. Rồi tại sao em chọn anh áo vàng? Em thấy ốm. Ốm. Sao nữa? Với lại nghe nói nãy cao 1cm66. Mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim.
để xem cảm nhận hôm nay của mình chọn người có đúng hay không nha. Chọn đúng là tôi gả luôn. 1, 2, 3. Chào em. Chúc mừng hai bạn. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn. Rồi, anh tặng cho em món quà. Quà nữa cưng, trời, lịch sự tới đi nước ngoài vậy, có khác, có quà nữa, quà gì vậy cưng? Dạ, nước quà. Nước quà? Sao giờ nhìn lại hình mình chọn đúng không em? Em cũng... Trời ơi, ông nhìn hình rồi mà cũng em cũng không biết nữa hả? Dễ sợ thiệt. Nó đó, chọn đúng hay rồi đó. Đúng rồi. Chọn đúng rồi đó. Mà thấy từ 2008 đến nay đó, rồi có khác nhau gì nhiều không? Trong hình đẹp hơn hay ngoài được hơn? Cũng vẫn... Nhưng mà cao hơn, lớn hơn. Trời ơi, đâu có cao hơn đâu, chiều cao cũng nhiều đó thôi chứ. Thế còn em chọn đúng chưa? Chọn sai à? Đâu, hỏi cổ coi, cổ đâu, cổ là ai đâu? Đây. À, khi mà cánh cửa trái tim này vừa mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, thấy vui. Vui? Dạ. Còn em? Em thấy anh cũng hiền. Sao mặt căng quá vậy cưng? Cười tươi lên cưng. À, cũng vui vẻ. Cũng hoạt bát. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Nghe nãy giờ cũng khen không à, đó là những dấu hiệu tốt rồi. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một khoảng thời gian riêng tư để mình vừa ăn uống với nhau, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Vị Ngon. Món ăn là có tên gọi là ít ôm cà đắng. Trời ơi, hấp dẫn nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Chị Tường đi ít phút rồi quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng hiền, vui vẻ. Em mời anh. Em lên đây làm lâu chưa? Em lên năm 2019. 2019, gì cũng mới đây à? Em ở An Giang ở chỗ nào? Em ở Thọ Sơn. Bao lâu thì em về dưới đó một lần? Khi nào mà có dịp lễ em mới được về. Không thôi là chỉ có gia đình có công chuyện mới về thôi. Em là con thứ mấy gia đình? Em là con út. Út hả? Anh cũng út luôn. Anh thấy món ăn như thế nào? Cái này thì hồi trước giờ anh chưa ăn lần nào. Em thấy cũng miền Bắc cũng nấu cái vị cũng hơi đậm một tí. Còn miền Nam thì nấu ngọt hơn. Em thấy là ngọt hơn mà. Tùy theo khẩu vị thôi. Anh quan niệm như thế nào là về tình yêu? Niệm về tình yêu thì chung thủy, thật lòng. Nói được là phải làm được nha. Được chứ sao không được. Nếu mà anh quen em vậy từ khi nào? Nếu anh xác định là mấy năm kết hôn? Anh thì nếu mà xác định quen, nếu mà thích hợp nhau á thì anh mong càng sớm càng tốt. Dạ. Anh cũng lớn rồi, anh cũng cần có gia đình để phụ làm ở nhà vậy đó. Chứ nhà anh thì giờ không còn ai hết. Còn mẹ lớn tuổi thì cũng không phụ anh được gì. Là anh nói là khoảng mấy tháng, 6 tháng hay 1 năm hay là 2 năm? Càng sớm càng tốt à. Không quan trọng là mấy tháng, quan trọng là thích nhau thì tiến tới. Em thì sao? Em hả? Nếu mà em quen thì năm nay 28 rồi. Thì em muốn là 30 thì chuẩn hơn. Trong đêm đó thì hai người phải tìm hiểu nhau khoảng 2 năm là được rồi. Trời ơi, tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy trời ơi, trời ơi, chết rồi. Nhỏ muốn lấy vợ liền. Ở cách nhau xa xôi mà tìm hiểu 2 năm đi lên đi xuống chắc chết nhỏ quá. Tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy cưng? Em sợ là hai người chưa có hiểu nhau lắm. Trời ơi, bây giờ mà có tìm mà chịu hiểu có 3 tháng, 6 tháng cũng hiểu nữa. Mà 2 năm mà muốn gạt nhau rồi cũng không bao giờ hiểu được em ơi. Ăn thua em tìm cái tính cách người hiểu nè, tính cách chân thành hay là không. Rồi ha, em về nhà, về quê người ta, em kiểm tra, em quan sát, em gặp mẹ người ta. Rồi coi có cuộc sống làm ăn của người ta sao. Đầu tư, nếu tập trung vô mà chịu đầu tư 6 tháng 1 năm là nhiều rồi. Cảm thấy được là tiến tới, không được thôi tìm chi cho nhiều. Trời ơi, có nhiều người quen gì 6-7 năm trời rồi cũng chia tay, chi mất thời gian vậy. Anh thuộc cảm xúc của em thôi.
ăn thua tình yêu của bạn, hai bạn có đồng cảm xúc với nhau không, yêu nhau rồi tự động là cái thời gian nó không quan trọng. Quan trọng là lúc nào ta cảm thấy cần nhau, không thể sống xa nhau nữa, chúng ta sẽ về chung một nhà. Đồng ý không? Yeah. Đó. Bây giờ thì chị Tường mời hôm nay là bạn Nam đi là có chị Hai đi theo phải không em? Yeah. Mời chị Hai vào đây ạ, cho xin một vài ý kiến của chị Hai ạ. Chào chị Hai đi em. Rồi. Nãy giờ chị Hai lắng nghe câu chuyện rồi, chị Hai cảm thấy cặp đôi này sao chị? Ăn thua em nó chịu thì chị cũng, em cũng chịu. Chị Hai là chị Hai ruột á hả? Có hai chị em thôi đó hả? Nhưng mà chị hôm nay chị nhìn thấy hay là em của chị nè, có những cái ưu điểm hay còn những khuyết điểm gì mà nãy giờ em chưa kể ra không chị? Nó thì siêng năng hoạt bát, chứ tánh tình nó cũng vui vẻ chứ không có gì khắt khe hết. Cũng có tật xấu gì không chị? Tật xấu thì cũng có, như là la quá thì bực bội chứ không có gì quá đáng. Thế ở nhà mẹ là có dặn dò dạy dỗ là có dặn là kiếm con dâu như thế nào không chị? Có đặt ra tiêu chuẩn như sao? Mẹ ta cũng có nói, như nó thương đâu thì mẹ chịu đó. Dạ. Chứ không có kén chọn. Dạ. Rồi hôm nay chị nhìn thấy cô gái này chị có nhận xét gì không ạ? Thấy cô gái này cũng được mà ăn thua cổ chịu hay là không thôi chứ em. Thương quá. Vậy là cổ chịu hay không thôi chứ em chị là chịu rồi đó hả? Em thì thương thì nó thương thì em cũng chịu. Dạ. Ăn thua hai đứa nếu tìm hiểu chịu thì tiến tới. Rồi cảm ơn chị nha, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái ở nhà luôn nha. Rồi mình chúng ta cùng theo dõi tiếp tục câu chuyện tình yêu ngày hôm nay, cô có kết, cô có hậu không nha chị. Dạ. Rồi chúc chị sức khỏe nha, cảm ơn chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi của chương trình ha. Mọi người bóc một lá bài ạ. Rồi em đọc lớn lên chị nghe coi. Buổi hẹn hò đầu tiên, bạn muốn đi chơi ở đâu nhất? Hỏi bạn gái đi, ưu tiên bạn gái. Mình hỏi bạn gái coi. Em muốn đi chơi ở đâu? Em hả? Xem phim hay là vô quán cà phê cũng được. Được không? Được. Nếu như hôm nay bấm nút hẹn hò thì em muốn buổi hẹn hò đầu tiên là khi nào? Nếu mà anh còn về, nếu mà anh về thì hôm khác cũng được. Nếu mà bữa nay, nếu mà hai người có bấm thì hẹn đầu tiên bữa nay. Ừ, đúng không? Chúng ta còn nguyên một buổi chiều, đúng không? Dạ. Yeah. Tuyệt vời. Yeah. Một công đôi ba việc, cô gái đang tạo điều kiện cho em đó, thuận lợi cho mình đó. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào ba điểm bất kỳ trên cơ thể. Đứng lên bước qua liền, cơ hội đánh nhanh rút gọn luôn. Qua thuyết phục bạn gái hung được 3 cái. Hung được 3 cái nè. 3 cái ở 3 chỗ khác nhau, chỗ nào tùy em xin. Thẳng tiến tới, trước tiên mời bạn gái đứng dậy. Rồi, đẹp đôi lắm rồi đó. Nói gì nói đi. Cho anh xin hung ở tay. Trời, hung hay hửi vậy trời, hung lâu lâu chút coi. 10 giây, hung lại. Có mùi vị gì không? Mùi gì? Mùi nước hoa. Rồi, mới có một cái, tiếp tục. Hôn đầu nữa chứ. Hôn tay anh phải. Cái đầu mà hôn nhiều quá. Hai cái lời quá, tham gia chương trình biết được gì chưa, thấy lời quá. Cái thứ ba. Hai bạn muốn hôn cái đầu. Em cho thì anh hôn. Hôn chán. Hôn chán. Dễ thương quá, tuyệt vời. Rồi, về chỗ đi em. Cảm xúc sau ba nụ hôn thấy trong người như thế nào? Khỏe. 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 Rất thiệt tình. Mình nãy giờ mệt lắm, giờ hôn là khỏe rồi đó hả? Lo. À lo. Khỏe. Trời ơi. Em, sau ba nụ hôn của ảnh em cảm nhận như thế nào? Hơi có chút rung động. Hơi có chút rung động, đó là tín hiệu tốt rồi. Hết thời gian cho hai bạn. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, hai bạn hãy tự cảm nhận. Suy nghĩ xem hồi nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì, đối phương có thích hợp với mình hay không, mình có rung động xao xuyến gì hay không, đối tượng này nếu tìm hiểu có thể tiến tới hôn nhân được hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Nếu bấm nút có nghĩa là bấm nút để hẹn hò, bắt đầu một mối quan hệ trai gái để tìm hiểu. Đây không phải nút bấm tìm bạn nha, đây là nút bấm để yêu nhau. Suy nghĩ thật kỹ, nếu chúng ta sẵn sàng cho nhau cơ hội để tìm hiểu cái mối quan hệ này một cách nghiêm túc thì chúng ta hẳn bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường sẽ đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3 Bấm sớm quá. Có bấm đúng không? Mà ta mới đếm 2 à. Là bấm rồi hà. Cái chuông này nó phải 3 bấm mới được nha. Rồi mời hai bạn qua đây đứng ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai em. Một nụ hôn lên má kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lên trán. Tùy em. Rồi, chị Tường gửi tặng hai em
Đây là món quà tặng cho bạn gái để làm đẹp. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim để tối nay có thể là chúng ta trực tiếp hẹn hò luôn chiều hôm nay luôn. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Có gì tin vui tìm hiểu nhau. Một năm thôi ở xa mà hai năm nó mệt lắm nha cưng nha. Dạ, dạ. Rồi báo tin vui cho chương trình để chương trình tới chia vui với mình nha. Dạ. Chúc lúc này vui ạ. Mong bên bạn gái cho mình cơ hội để tìm hiểu. Hẹn hò tiếp theo thì có thể là hẹn bạn gái gặp uống cà phê và tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa. Lúc này cảm giác của chị là cũng vui, nhưng mà hai người phải cho nhau tìm một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Chương trình hôm nay tạo cho chị với anh này cảm giác thấy cũng giống như là cho nhau tìm một cái cơ hội để tiến xa hơn nữa. Nếu mà em gái này chịu thì gắng hai đứa tìm hiểu vô đặng mau đến với hôn nhân, chứ đừng để lâu. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.